Nhà vườn áo Phong Sơn gửi lời chào các bác yêu cây. Chúc các bác đang xem video thật là nhiều sức khỏe. Một ngày mới lại bắt đầu với công việc bận rộn. Nay thì em có chuyển mấy cây tùng cho một anh trai ở thành phố Thái Bình, cũng ngay sát Nam Định. Và nhiệm vụ của nhà vườn áo Phong Sơn là tìm mua những cây đẹp để giao lưu với các bác. Đó, thì hôm nay thì tiện đây, tiện trong video này thì em cũng giới thiệu với các bác một tác phẩm xanh. Một cây này thì có kích thước và chiều cao khá là rộng, rất là thích hợp với bác nào có những ngôi nhà biệt thự rộng, đặc biệt là nhà bác nào có bức tường quay hướng Tây mà nó nắng nóng, thì các bác vừa kết hợp chơi cây cảnh, vừa làm một cái gì đó để che mát cho ngôi nhà. Bởi vì nếu như một bức tường hướng Tây mà không có cái gì che chắn thì rất là nóng trong cái mùa hè này. Đặc biệt hơn nữa, đây còn là một tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp, một tác phẩm xanh, xanh hải hậu, dáng làng. Cây này thì có chiều cao từ mặt chậu lên nó rơi khoảng 3m2 và chiều cao từ dưới đất lên nó khoảng 4m, có nghĩa là diện tích chiều cao bằng nguyên một tầng rồi. Nên các bác kê sát tường tầng 1 hay là kê trước sân thì cái bóng của nó đổ là rất là nhiều, nó rất là rộng, rất là mát cho cái sân vườn của nhà mình. Cây này thì bóng rộng khoảng 3m6, cái tàn bên trên thì các bác có treo lan treo chim thoải mái. Chậu thì có chiều dài là 2m6 và ngang là 1m6, và chậu này nặng khoảng tầm 2 tấn. Đó, tuy nhiên là đối với cái cây này thì nhà vườn Phong Sơn chỉ bán cho các bác ở các tỉnh miền Bắc, bởi vì các bác ở các tỉnh miền Nam thì đối với cây quá kích thước thì sẽ không giao và không vận chuyển được. Vậy nên là bác nào yêu thích tác phẩm này của nhà vườn Phong Sơn, các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc các bác muốn tìm cây khác thì các bác cứ kết bạn Zalo, thì em sẽ đăng lên Zalo những cây mới hàng ngày. Đó, bởi vì rất là nhiều các bác đã mua được cây của nhà vườn Phong Sơn từ Zalo của nhà vườn Phong Sơn. Và em cũng xin được phép báo giá. Tác phẩm này thì có giá là 36 triệu cả chậu cả vận chuyển nếu như các bác ở gần Nam Định. Còn nếu như các bác ở xa Nam Định quá, ví dụ cách Nam Định khoảng tầm 300 cây, 400 cây thì các bác sẽ phải phụ thêm một chút tiền cước để giao lưu với nhà vườn Phong Sơn. Cảm ơn các bác rất là nhiều.